Có một tháng không đèn xí như con nhỉ. Quá là lúc này mất đến bàn thịt. Đèn nó không nhỏ nữa thật. Không liên tiếp à? Nó chả liên tiếp đâu. Nên nó không liên tiếp thì khổ quả đi cần dài nó về của hai vui mà em ơi. Thì tân ngón chút ngắn. Sáng bị mua bán lên cái gì cũng được chỉ chút tiệm. Mới có hai hôm mà là bỏ cuộc. Là tính quả hả? Cũng vượt bệ đấy. Chậm nhon nữa. Vì tính quả. Năm nay mà bao trái xong nhìn cây ở trên nhà gác mà nhìn xuống vườn này đúng rồi. Vàng chóe. Vàng hơn thịt gà. Mà những hôm mà nắng mà cứ 38 40 độ mà nó chiếu vào đúng hướng tây thì khối nhà phải cháy cả mái tôn. Nhỉ. Yeah. Đây, bao trái xong nó vàng rồi mà nó hắt nắng vào mái tôn là cháy mái tôn luôn. Đấy, bao nền mới nhìn thấy mới biết là nó rất là sai nhỉ. Em bán cây bưởi anh ơi. Vâng. Bao nên mới biết là nó xài dã mà. Sai. Năm nay mà cứ nắng 38 40 độ là khối nhà là... Tí nữa đứng thang, quả nào mà với tới thì bọc còn đâu đứng thang. Trên này, chỗ này toàn quả đẹp luôn. Toàn quả to đẹp loại 1 luôn. Đẹp. Năm nay loại 1 nó hơi bị nhiều ấy, vặt bỏ hết cái loại 3, loại còi cọc. Giờ chắc 4 giờ rồi đấy, đi đón được rồi đấy. Hơn 4 giờ đấy. Đi đón con đi. Cái túi bao trái mình nó bao vào cái quả bưởi nó xứng đáng nhỉ. Bao vào nhìn cái quả bưởi, cái túi, cái vườn nó đẹp hẳn. Thế này mà Ngọc Trinh mà đứng vào gần nu mờ đấy nhỉ.